Tối ngày 2 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm cho biết đã tạm giữ hình sự Vi Hồng Luân, sinh năm 2003, trú thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi mua bán người. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm xác định Vi Hồng Luân và Lường Văn Dũng, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, được thuê để quản lý nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài hát cho một số quán karaoke. Khoảng tháng 7 vừa qua, thấy bài đăng tuyển nhân viên của Dũng, Y, sinh năm 2005, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đã liên hệ với Dũng và đồng ý đi làm cho Dũng. Y rủ thêm G, sinh năm 2006 và M, sinh năm 2008, là hai chị em ruột, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đi làm cùng. Khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 7, Dũng đón ba em về phòng trọ thuộc khu A tập thể Địa Chất, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, rồi giao cho Luân quản lý cả ba ở khu nhà trọ. Sau đó, Luân đăng bài lên Facebook là có ba nhân viên nợ chủ số tiền 20 triệu. Ai có nhu cầu tuyển nhân viên, liên hệ với số điện thoại của Luân. Có người hỏi về ba nhân viên nữ, Luân đã giao dịch bán ba cô gái cho một chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc với số tiền 20 triệu đồng. Luân bắt các cô gái nói dối là đang nợ Luân 20 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Công an huyện Văn Lâm đã tập hợp đầy đủ chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của Luân, đồng thời xác định được nơi ba nạn nhân đang làm việc để đưa các cô gái về với gia đình. Ngày 3 tháng 8, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, 7 cá thể hổ Đông Dương cứu hộ từ Nghệ An đã lớn nên đơn vị chuyển qua khu nuôi mới để có không gian sống tốt hơn. Ban Quản lý Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt, Tổ chức Động vật Châu Á xây dựng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và thành lập các nhóm chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện. Mỗi cá thể hổ được chuyên gia gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng. Sau khi gây mê, nhóm vận chuyển hổ từ chuồng nuôi cũ lên phòng thú y, kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng vaccine. Tại đây, 7 cá thể hổ được các chuyên gia chụp X-quang, siêu âm, lấy mẫu máu, nước tiểu và các mẫu khác. Khi hoàn thành các bước, 7 cá thể hổ được vận chuyển đến khu chuồng nuôi mới. Chuyên gia tiếp tục theo dõi sát quá trình phục hồi sau gây mê. Ngày 3 tháng 8, Tổng Giám đốc Việt Ạc Đoàn Thúy Phương khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa cấp cao vụ kiện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội gây phiền hà thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng tới chương trình nghệ thuật Ngôi sao Phương Nam số 10, vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 8, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bác bỏ toàn bộ khởi kiện của công ty Việt Ạc với lý do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật, đúng thời gian. Và trong suốt quá trình xin cấp phép, Việt Ạc không có bất kỳ khiếu nại nào đối với các thủ tục, quy trình cấp phép của sở. Tuy nhiên, ngay sau khi tòa tuyên án, đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục kháng án. Một trong những lý do được doanh nghiệp đưa ra là đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quan điểm lập luận và các chứng cứ yếu, thiếu, cụ thể, như việc đưa vào thủ tục hành chính các quy định về quan hệ dân sự, về quyền tác giả của vở diễn. Quyền tác giả là quan hệ dân sự được chính tác giả hoặc gia đình tác giả, những người được ủy quyền quản lý quyền cho phép người khác sử dụng. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội không có thẩm quyền xem xét về kiến nghị về vấn đề quyền tác giả khi cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, mà việc đó được xem xét và thực hiện trong một thủ tục hành chính khác, tuân thủ theo các quy định pháp luật khác. Ngày 2 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Văn Sang, 24 tuổi, quê Sóc Trăng, để điều tra về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, tối ngày 31 tháng 7, Công an đã đột kích phòng trọ của Sang tại tổ 10, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm trên, lực lượng thu giữ khoảng 1,4783kg ma túy, gồm ketamin và thuốc lắc. Bước đầu, Lê Văn Sang khai nhận bản thân không có việc làm nên đã liên hệ mua ma túy về phòng trọ phân chia, sau đó bán lại cho các đầu mối tại quán bar, club karaoke ở thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 7 bị cáo cùng ngụ quận 8, gồm Trần Bảo Minh, sinh năm 1984, Trần Minh Vũ, sinh năm 1987, Lê Minh Thiện, sinh năm 1989, Huỳnh Thanh Hiền, sinh năm 1987, cùng mức án 14 năm tù. Phạm Thị Tuyết Nga, sinh năm 1987, vợ của Minh, và Nguyễn Thùy Thanh Trúc, sinh năm 1992, vợ Thiện, cùng mức án 8 năm tù. Dương Hoàng Bảo Trân, sinh năm 1982, 6 năm tù, cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 3 tháng 4 năm 2022, nhóm đối tượng trên đến một quán karaoke trên đường Dạ Nam, phường 3, quận 8 để hát. Cùng thời điểm trên, ba thanh niên khác gồm Tâm, Phúc và Dần cũng hát tại đây. Đến hơn 22 giờ, Minh và Vũ xuống quầy lễ tân tính tiền thì gặp Tâm, Phúc, Dần cũng đang ở đây chờ thanh toán. Cho rằng nhóm thanh niên nhìn đểu nên giữa hai bên xảy ra cự cãi. Minh cầm cây viết ở bàn lễ tân đâm trúng vai Tâm, bị đánh nên Tâm đánh trả. Dần và Phúc đến can ngăn bạn thì bị Vũ lao vào đánh Phúc, dẫn đến hỗn chiến giữa đôi bên. Sau hỗn chiến, Tâm đã không qua khỏi vì chấn thương sọ não. Khi hay tin nạn nhân tử vong, Hiền ra đầu thú. 6 đối tượng còn lại cũng lần lượt bị công an bắt giữ. Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên. Các bị cáo hầu tòa là Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, và Trần Thị Vân, cựu Giám đốc, Trần Thị Hòa, cựu viên chức, Nguyễn Thị Khương, cựu nhân viên, Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ, Phạm Trung Kiên, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh và Nguyễn Đình Hiệp, cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ, Bùi Thị Ánh và Bùi Mạnh Cường đều là nhân viên Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ. Từ tháng 4 tới tháng 12 năm 2021, Khương, Vân và Tuấn Anh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gây thiệt hại của nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại gây thiệt hại của nhà nước gần 7 tỷ đồng.